Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến với Việt Nam du lịch đạt hơn 6,2 triệu lượt, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016. Khách Trung Quốc vẫn đứng đầu với khoảng 1,89 triệu lượt. Trong số các thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam, đứng đầu vẫn là thị trường Trung Quốc với hơn 1,8 triệu lượt, tăng 56,7%. Đối với du lịch Việt Nam, Trung Quốc là thị trường gửi khách hàng đầu, chiếm khoảng 23% thị phần khách du lịch quốc tế. Số liệu của Tổng cục Thống kê trong vòng 5 năm trở lại đây cho thấy, mỗi năm lượng du khách Trung Quốc đối với Việt Nam đều chiếm từ 20 đến 25% tổng lượng khách quốc tế đến với nước ta. Đây cũng là nhóm du khách tới Việt Nam đông đảo nhất. Khách từ thị trường Hàn Quốc cũng đạt lượng tăng trưởng khá tốt với gần 1,1 triệu, tăng 43% so với 6 tháng đầu năm 2016. Bên cạnh đó, thị trường khách du lịch châu Âu cũng tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là các thị trường được miễn thị thực nhập cảnh.